Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái con tai nghe mà gần như là hot nhất hiện nay rồi. Nó là con Shen 3 các bạn. Thì cái con này cũng vừa rồi nó có một đợt sale rất là lớn mà cũng nhiều anh em săn được. Thì cái này không phải em săn được đâu, em chỉ mua lại thôi. Nhưng mà cái con này là còn nguyên siêu nha các bác. Còn nguyên siêu chưa rạch luôn, siêu trên siêu dưới này. Thì đây là cái hộp của nó, chưa móp méo gì cả, nguyên vẹn luôn. Đây là mặt trước này. Đấy, có cái đây là cái màu xám bạc này. Em rất thích màu này, không thích màu trắng, không thích màu đen, thích màu này. May mà tìm được bản này. Đây là cái cạnh dưới của nó này. Thì có mấy số thông tin như số series, mã vạch cái thứ đây không quá quan trọng đâu. Thì bên này đây, bên này là có mấy cái tiêu chuẩn như kiểu IPX4 này, Bluetooth 5.2 này, đấy, ABTX này, ABTX áp safety này, đấy, dùng được ở cho Android và iPad nhé. Thì con này nó là hàng chính hãng của Song Tấn nhé, songtan.vn này này. Và bảo hành những 2 năm đây, 2 năm. Bên này là gì đây, chả có gì nữa các bạn, toàn tiếng gì không biết, và đây cũng là tiếng gì không biết luôn. Đây có cái tem này, đây có tem nhập khẩu đấy các bác. Đấy, và cái này không biết sản xuất từ đâu nhỉ, à lắp ráp tại Trung Quốc, bảo hành 24 tháng nhé. À, năm sản xuất này 2022 này, đó không có tháng, không quan tâm đâu. Đấy thì trước khi khui cái sim này ra thì cũng phải xem là nó như nào. Mà đây có cái tem gì đây này, tem đến hàng chính hãng này. Đấy rồi thì hộp nó chỉ có thế thôi, em không có quan trọng cái hộp đâu. Rồi nhưng mà quan trọng là nó còn nguyên cái sim này các bạn. Đấy, cái sim này mới thích này các bạn. Ok các bạn. Đây thì trong hộp nó sẽ như thế này, trên này thì hết rồi. Này nó có một cái tấm quảng cáo ở đây, rất đẹp trai đấy. Ok, cái này không có quan trọng đâu, bỏ luôn. Thì trước tiên là xem phụ kiện nó có gì các bạn. Thì đây là một mớ sách hướng dẫn sử dụng mà thực sự là cũng lúc nào mà sử dụng mới đọc thôi các bạn, chứ bây giờ chả cần đọc đâu. Rồi rồi, xem là có cái gì nữa nào. Chắc nó có phải có, để nhấc cái này ra các bạn. Đây thì đây, trong này nó sẽ có mấy cái núm tay nữa này, để đây cái này thì cần thiết này, mấy cái đeo vành tay nữa này. Đấy, cái này thì mới cho nên em sẽ phải bóc cái này ra xem nó thế nào. Đây các bạn, nó sẽ còn nguyên siêu luôn cho nên là bóc phải cẩn thận thôi. Ồ, khó bóc thế nhỉ. Đây. Đây thì nó có sẽ thêm hai cái vành tay như này nữa các bác. Đó. Rồi. Còn đây là mấy cái cái nhỉ. Đây, mấy cái kích cỡ của núm tay nữa. Đây, trong quá trình vận chuyển thì nó cũng rơi ra, nó cũng lọc sạch sạch ra rồi. Ở đây nó có mấy cái kích cỡ này, XS này, S và L này. Đấy, vẫn còn đủ nha các bác, nó chỉ rơi ra thôi, không sao. Rồi, trong hộp này sẽ còn một mớ nữa. Thì đây, đây là một cái dây cáp của Sen nha các bác, có logo của Sen luôn. Đấy. Nó khá là cứng các bạn, khá là cứng, nói chung là tốt đấy nhưng mà hơi cứng. Đây, trong này còn mớ sách hướng dẫn sử dụng nữa các bạn. Đây này. Thôi, cái này không quan tâm đâu, cái này để sau nhé. Rồi đây mới là cái nhân vật chính, trong này hết rồi. Đây là cái bản màu, đây là cái bản màu 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 xám bạc các bạn. Đấy thì đây cũng là lần đầu tiên mà em dùng Sen các bạn, à không phải lần đầu tiên mà lần đầu tiên dùng tai nghe không dây của Sen, chứ còn em cũng có dùng cái tai có dây của Sen nhé, một con đề con HD 518 nha các bác, em dùng cũng khá lâu rồi. Rồi thì đây đây các bác có thể thấy đây, đây là cái màu xám bạc đấy, và cái cổng sạc ấy thì nó chuyển về đằng trước rồi nha các bác. Đây là cái tất cả những cái ngoại hình của nó này, em còn chưa bóc chưa xong ra. Thì đây là cái đáy của cái hộp đây. Cái gì đây, có cả Germanium của Đức đây, nhưng mà sản xuất tại China nha các bác.
Thực sự là xem review ở trên mạng cũng rất là nhiều rồi. Và hôm nay mới cầm được cái trên tay thực tế. Đấy thì công nhận là cái da này này cầm thích thật các bạn. Cầm nó rất là đầm tay các bác. Đầm tay và cái con này nó cũng khá là nặng nha các bác. Em thấy là nó khá đầm tay, khá nặng ấy, không phải là nhẹ đâu. Đấy, ý là cầm tuy nhiên là với cái kích thước này thì nó chỉ là nhẹ thôi nhưng mà cầm so với những cái tay mà không dây mà nó từng dùng ấy, như kiểu là Jabra hoặc là mấy con tai nghe của Apple ấy, thì là em thấy cái này nó đầm tay hơn. Đấy. Đấy và bây giờ sẽ mở ra. Rất thích cái chất liệu vải này các bạn. Rồi, đấy, mở ra rất cứng nha các bác. Nó không 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 nó ý là nó khá là chắc chắn đấy. Đấy. Đấy, cái tiếng đóng hộp. À. Đấy, đây là cái màu mà em rất thích. Phải săn được cái màu này các bạn. Thì trên này là có cái gì đây? À, cái này là một cái chỗ cái miếng nó như kiểu bằng 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 cao su mềm ấy, để nó chắc nó xuống đây thì đóng đây thì nó sẽ giảm cái chấn động đi, giảm cái âm lượng đi. Đấy thì trong này có một cái logo của Sen này. Đó, thì đây là cái con tai phải này. Tai trái này. Đấy thì xem là trong này có cái gì nữa không nào. Thì trong này chỉ có mỗi mấy cái chỗ sạc thôi. Đây, hai cái chỗ sạc. Hai chỗ sạc và hai cái hít nam châm thôi. Cái hộp thì nó chỉ đơn giản thế thôi. Còn không biết là còn còn đấy không? Còn còn pin không? Tại vì em cũng tự cắm sạc xem nào. Được rồi, đây sạc được rồi. Các bạn sẽ thử cắm sạc xem thế nào. Đó, thì đây nó sẽ có cái đèn báo ở đây. Thì các bác thì không biết là trong tai còn không thì em cũng sẽ thử kết nối với con Samsung S22 của em xem thế nào. Chắc phải nhấc ra, em cũng chưa dùng cái này bao giờ cho nên là sẽ phải nhấc ra xem thế nào nào. Chả thấy nó có ở đây đâu, có luôn các bạn. Đấy, ghép đôi luôn rồi, đang còn 70% pin mà. Em sẽ thử đeo nó vào nhé. Thực sự là em cũng không, đây vẫn là cái tip mặc định của nó nhé, và đây là cái mặc định của cái vành tai ấy, nó là chữ L này. À, nó là đây là phía tay trái này, đây tay phải này. Đấy. Rồi thử nghe này em. Ok các bác, em đeo lên tai rồi thì sẽ thử nghe xem thế nào. Đấy các bạn, thì khi mà đưa cái tai nghe ra ấy, thì nó sẽ dừng nhạc nha các bác. Thì cái này thực sự là mấy cái công nghệ này thì em cũng 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 không quan tâm mấy đâu, em chỉ quan tâm mỗi nó là nó có cái nghe độc lập từng tai nha các bác. Vẫn nghe này.
Đấy thì mấy cái thao tác này thì các bác mua về sử dụng thì nó cũng rất dễ thôi, không vấn đề gì. Và em vừa nghe thử thử thôi, mới thử một ít thôi thì thấy là cái chất âm ấy nó khá là hay các bạn. Thực sự là cũng sẽ chưa cảm nhận được nhiều, phải nghe một thời gian nữa thì mới biết được, nhưng mà cái bước đầu ấy để mà nghe thì là đúng là nó khác biệt hoàn toàn so với những cái tai nghe mà không dây trước đây mà em đã từng nghe. Kể cả con, đương nhiên là cái con Sony XM, Sony VKH-XM4 mà em mới bán gần đây ấy, là cái con tai chụp chụp rất là hay của Sony, nhưng mà em nghe con này nó vẫn có cái gì đó nó chất hơn các bạn. Cái chỗ độ chi tiết của nó ấy, thực sự là chi tiết của nhạc cụ em vừa nghe mấy cái bài vớ vẩn thôi, nhưng mà đã thấy nó đánh chi tiết hơn cả cái con VKH-1000X các bạn, XM4 luôn đấy. Đấy nên là em thấy là nó không, cái dòng là nói chung là chả biết đánh giá thế nào, tại vì nó là cái tai nghe mà các bác phải nghe lên tai các bác mới biết được. Thì đây cũng chỉ là cái đánh giá chủ quan của riêng em thôi, thì nó em nghĩ là với cái mức giá tầm bây giờ đấy thì em thấy nó các bác nên mua con này là hơn các bạn. Và cái có nghĩa là nó cho cái độ chi tiết rất là tốt các bạn, em nghe rõ từng cái nhạc cụ nó đánh tay trái tay phải cái thứ nó rất là chuẩn luôn. Đương nhiên thì cái em thấy là vừa nghe vừa rồi ấy, thì là cái giải bát của nó thì nó cũng vừa phải thôi, nhưng em cũng chưa nghe sâu, chưa nghe phải phải có một thời gian nữa thì mới biết được, nhưng mà em thấy vừa phải. Và cái giải mid của nó thì nó khá là dễ nghe ấy. Đấy, nó âm trường cái thứ nó khá là thoáng và rất là dễ nghe. Nói chung là vừa mới nghe thôi cũng đã thấy nó hợp lý, nó hợp với cái tai của mình ấy các bác. Còn cái việc mà đeo vào tai nó có thoải mái không ấy, thì thực sự là thoải mái, vừa mới đeo một tí thôi thấy nó rất là dễ dàng. Và cái tai của em ấy, nó cũng là cái dạng tai nó ở mức to vừa ấy, tôi gọi là mức trung bình khá ấy, thì thấy là nó không bị lồi ra nhiều. Thực sự là khi nào mà tí nữa em sẽ chèn cái ảnh mà nó trên tai em nó thế nào nhé các bác. Đấy, nó chèn ở đây luôn. Đấy thì em thấy là ổn, cái màu đẹp. Và đây là cái dòng mà em nghĩ là bên Sennheiser thì nó là ngon nhất rồi. Đấy, và cái thương hiệu Sennheiser mà đối với tai nghe thì nó đã quá nổi tiếng rồi. Các bác không cần phải 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 bàn cãi gì cái vấn đề này nữa. Thì tuy nhiên ấy, thì là giá thì nó cũng khá là đắt thôi. Nhưng mà so với những cái dòng Sen 1, Sen 2 đợt trước thì nó đã rẻ hơn rồi nha các bác. Đấy. Nói chung hay các bạn, hay. Nhưng mà đây em sẽ cho các bác xem lại chi tiết được mấy cái housing nó xem như thế nào. Đây các bác, đây là cái tay tay trái này, đây phải này, tay trái này. Đấy. Rất là đẹp các bạn, cái logo Sen khá là tinh tế ở đây. Đó. Đó các bác. Đấy, thì đây là một cái tai nghe mà em nghĩ nếu như bác nào mà quan tâm đến cái chất lượng âm thanh ấy, thì là nên mua cái tai này. Còn đương nhiên là phổ biến thì vẫn là cái tai AirPods của Apple thôi, vì cái tai đấy nó nhận diện thương hiệu nó dễ các bác, đeo phát là các bác biết được là dùng hàng của Apple ngay. Tuy nhiên thì cái hàng Apple thì cái tai loại đấy thì rất nhiều hàng giả đấy nha các bác, thì chả biết ông nào đeo hàng giả được thật đâu. Thôi rơi rồi, chết rồi. Rồi không sao, em vừa làm rơi phát nhưng mà xem nó có xước không nào. Ôi trời ơi, không sao các bạn, may quá. Không xước tí nào luôn. Rồi ok các bác, thì đây chỉ là cái trải nghiệm nhanh của em thôi, và em thấy nó khi mà nghe mới nghe vào đã cảm giác cái cảm giác âm thanh ấy, cái khả năng chơi nhạc con này nó đã rất là bá đạo rồi, nó rất là hợp với tai của em nha các bác. Hay thì nghe nó đã cắm vào đã thấy nó phê rồi các bạn. Đấy. Cho nên là đấy cũng chỉ là cá nhân ý kiến cá nhân của riêng em thôi. Cho nên các bác nào mà em nghĩ là các bác nào mà quan tâm đến chất lượng thanh thì không thể bỏ qua được con này các bạn. Rồi, ok các bác. Thì đấy là cái clip trên tay nhanh của em thôi nhé. Chào các bác. Sau này nếu mà có cái điều kiện mà em trải nghiệm lâu hơn, em sẽ đánh giá chất lượng con này nó tốt hơn, nhưng mà nó cũng thực sự nó không quá quan trọng đâu, vì cũng rất nhiều kênh người ta đánh giá chất lượng con này rồi, và em cũng chỉ là nhân tiện mình có ở đây thì mình nêu cái cảm giác của mình thôi. Rồi ok, chào các bác nhé.